Xin chào các bạn, mình tên là Sasha và hôm nay hãy đi thử những món ăn ở một quán ăn rất là đặc biệt, một nơi yêu thích nhất của tất cả sinh viên của Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông nhé. Và Sasha đi ăn không một mình đâu, Sasha đi ăn cùng các bạn Nga của Sasha nhé. Xin chào. Mày tên là gì? Tao tên là Lina. Bạn tên là gì? Tên của mình là Maxim. Các bạn có đói không? Đói vãi. Đấy quá. Đi ăn nhé. Tất cả sinh viên mang một chiếc khay và sau đó xếp hàng. Ở đây thì có rất nhiều món ăn đa dạng, từ salad Nga đến súp Nga và những món khác nhau. Đây là cái gì? Đây là một đồ uống đặc biệt của nước Nga. Tên là Kampot. Đây còn cả sinh viên học tiếng Việt và những sinh viên bình thường thì sử dụng cà phê phin. Đó là một cái không thể thiếu được trong cuộc sống sinh viên ở trường đại học Liên bang Viễn Đông. Chắc là nên bỏ cái này. Như vậy. Cà phê Việt Nam luôn. Các bạn bị sốc chưa? Ôi trời ơi. Không sao. Ăn đi. Ở đây thì có những món ăn gì? Đó chính là súp Nga. Súp Nga thì có gì? Có mì Ý, có khoai tây, có cà rốt. Ở đây thì có mì Ý, một cái salad, có rất nhiều rau. Tina có gì? Ở đấy có salad. Ủa? Thì em không biết. Chính một loài. Một loài gì? Sấu. May. Con đế có cầm với thịt gì? Thì là hai thịt bò. Thịt đây bò. Là con đế. Cà chua. Cà chua. Còn bố chêm có phô mai. Đúng rồi, rất rồi. Rất tốt đi nè. Tôi quên nơi bằng tiếng Việt rồi, nhớ gì cả. Maxim, ăn gì đây? Ở đây là cơm Nga, tên là Greka. Cơm Nga. Bánh mì, hạt chất, súp thịt gà. Mọi người, chúc ngon miệng nhé. Приятного аппетита. Rau ở đây thì không cao lắm, mình thấy giá bình thường. Nên so với Việt Nam thì rau hồi cao. Việt Nam nó rất nhiều cao cho tất cả mọi người. Mình đã cũng dùng tâm. Trông kỳ lạ quá. Lúc này Sasha bắt đầu nhỏ phô mở quá nhiều rồi. Nhớ Việt Nam quá. Maxim, thấy súp này, mình thấy nào? Ngon. Nhìn không cay đâu, vì vậy nó đã không sử dụng tiêu ớt. Súp nào ngon phở hoặc là súp Nga? Chắc là phở bò. Phở bò thì nó ngon. Bình thường thì nên Nga là mua những món ăn riêng cho bản thân thôi. Mà trong khi ở Việt Nam thì mọi người có một mâm cơm, mâm cơm chung cho mọi người. Mặc xin thấy bánh khoa ăn món ăn Nga như thế nào? Có lẽ là bánh khoa, bánh cơm Nga rất giống với bản khoa ăn cơm châu Âu và rất là khác với bản khoa ăn cơm của Việt Nam. Chúng tôi đã sử dụng cái vết thừa, cũng phải là bồ bữa. Có lẽ nói về các món ăn này thì không thể sử dụng được bồ đũa. Ví dụ không thể ăn được cái nếu mất người sẽ muốn ăn cơm này với bộ đồ ăn thì không được đâu. Món này thì cực kỳ ngon luôn. Ăn đi, con ăn đi. 10 điểm, phải không? 10 điểm. 11 điểm. 11 điểm. Còn đấy thì có sao thôi. Không ngon. Không ngon.
có, pizza lên này chỉ có thịt có. Tất cả các bạn ở đây, các bạn có xa xa, người tiếng Việt được và học tiếng Việt của chân này học. Ví dụ bác sĩ học tiếng Việt bao lâu rồi? 4 năm rồi. 4 năm à? Tao chỉ và biết tiếng Việt không quá thôi. Và bây giờ rồi thế rồi. Giờ nhắc thế rồi. Hôm nay đã không phải là cà phê Việt Nam, chỉ là Jacobs thôi để được sử dụng với bình cà phê này. Nhưng nói thật, tất cả mọi sinh viên ở đây có nghĩa là 2000 người có phin cà phê riêng và sử dụng nó hàng ngày. Thật, 100% thật. Xin quan sát Maxim làm nghề Nga không? Người cà phê. Người cà phê. Một chút. Nghe Việt Nam chấm chay đi. Phải đi. Thêm nước nóng. Nước nóng. Ôi giời. Nè. Chúng ta có thể quay thử một chút. Sasha biết rằng tất cả các bạn ở đây rất yêu Việt Nam luôn. Và Sasha chỉ có một quà tặng dành cho các bạn. Tuyệt đến Việt Nam, đây là một series. Các bạn thường nhỏ món ăn Việt Nam không? Ừ chứ. Các bạn yêu thích nhất món ăn gì? Nem giấm. Cô gọi quà thân nhất rồi đây. Món ăn Nga và cả món ăn Việt Nam. Món ăn Việt Nam. Về sự chồng của mình là các món ăn Nga. Sasha cũng thấy như vậy, Sasha rất thích khi ăn cùng nhau và có thời gian để nói chuyện với nhau. Thì văn hóa Việt Nam thì rất là tốt để giữ quan hệ ăn cùng và có thời gian thật là tuyệt vời. Mình có một cơ hội mà bạn không biết ăn món ăn Việt Nam gì. Mắm tôm là một cái xấu nhất trên toàn thế giới. Nhưng nếu vào bún riêu và tôi có thể ăn thứ tất cả. Có món sò, món ăn lạ quá tôi muốn nghe Nga. Ví dụ chó. Tôi ăn thứ thịt chó. Và tôi không nhớ vị của thịt này. Vì trong khi ăn tôi chỉ suy nghĩ rằng đây là con chó. Xem video này và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.